Ôi trời, cái gì bà già? Nữa đi kiếm ông cực con chết vậy? Đang ngồi câu cá nè, cá không ăn gì hết trơn. Trời kiếm, ơi. Kiếm con lên làm lẩu mắm ăn này nọ mà. Chưa đủ ngán sao? Đãi là cá dồ hoài. Ngán ngán nghe hai đứa qua là phải câu cá dồ con phải chừng 5-7 kg rồi lên đãi. Vậy ha. Ủa, nghe đồn là anh mở sửa điện thoại miễn phí hả? Đúng rồi, ngay tại chỗ này luôn, ngay tại điểm này luôn. Nói vậy chung là hả? Điện thoại mà có ai hư lặt vặt hư gì mà nói chung là những cái vấn đề mà anh sửa được anh sẽ miễn phí ngay chỗ này luôn. Ủa nó nghe miễn phí ngay chỗ này gì? Ở ngoài đó sao không để bản đi, tự nhiên đem vô đây trốn vô đây ai biết đâu sửa. Người ta thấy ngồi trong chỗ này nè, ta trốn như là mới ít khách. Trời chứ khách đông quá, bữa hổm mở đằng kia khách đông quá ấy. Quá trời đông cái nghỉ hết lần rồi. Bữa vậy đó trời bây giờ vô đây nè, có cái chòi nè. Đó mình sửa ngay tại chòi này thôi. Ngồi xuống đây nó nghe nè. Rồi gọi gì? Cho hỏi này. Có gì nữa đâu? Đâu? Nè. Rồi lãnh điện thoại của ai nữa rồi trời, nghĩ sao lãnh điện thoại người ta đem lên sửa vậy? Khổ quá dòng họ không mà trời ơi, khổ lắm. Rồi nó bị cái gì? Cái này hôm nay bị hư chu sạc nè, sạc hoài không vô. Sạc từ sáng tới chiều, có một chút xíu pin nè. Mà đi thay hoài luôn, nè cục sạc cộng dây nè, tưởng nó hư dây mua hoài luôn. Trời ơi, coi để kiểm tra coi. Nói chung là ba cái chuyện này là nhìn vô là biết nó hư cái gì luôn rồi đó. Biết không? À. Cái điện thoại này sạc lúc vô lúc không phải không? Đúng rồi. Rồi cái điện thoại này là sạc á là nó báo mở lâu vô pin phải không? Lâu lắm luôn. Nhìn ra chỉ là nhìn cái cọng dây thôi là tao biết cái điện thoại bị hư cái gì rồi. Ủa sao anh biết vậy? Bởi vì thợ mà người ta có nghĩa là em biết thầy bói không? Biết. Đó, người ta dạng như là thầy bói vậy, ta mới phải nhìn sơ quát người ta mới đoán được. Nói dối ăn tiền gì? Không có đâu, cái này nói thiệt không mà sửa thiệt, nói thiệt hết trơn à. Người ta sẽ biết cái chỗ nào hư để người ta chỉ cho em ra người ta sửa luôn. Thì đó, tại vì mấy điện thoại này cũng đời lâu lắm rồi đó. Đúng rồi, cái điện thoại này là iPhone gì? Lâu rồi. iPhone 6. 6 rồi, 6. À, 7 Bluetooth. 7 Bluetooth hả? Ừ. Có biết đâu, cái thằng cháu nó đưa đó. Rồi cái ai nào Z5. Đó. À, bây giờ chờ anh chút xíu đi, để anh lấy đồ nhà anh sửa cho hai điện thoại. Với điều kiện là mai mốt ai mà xài điện thoại mà có cái trường hợp là báo sấm sét mà không vô nè. À, hoặc là nói vô báo sấm sét mà vô chậm. Đúng rồi. À, hoặc đúng là luôn cái điện thoại luôn á. Mình đang cầm á, mình sạc á mà chút cái nó ngưng, chút nó ngưng, chút ngưng. Hoặc nó là nhảy tực 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 đúng luôn. Rồi, hoặc là mình đụng tới cái là hết sạc được, mình phải ghim vô như nào. Dạng ghim vô nè. Ghim vô cái nhầm khi phải ngồi để chim treo như nè. Đúng rồi, đúng đó, rồi. Mới được. Thì anh sẽ chỉ ra một cái cách khắc phục trong vòng một nốt nhạc tất cả điện thoại, cái nào đều được hết. Đâu sẵn chỉ không bằng ra tiệm ba cái này, nó được đem ra tiệm thì nó cũng rẻ, nó ăn tiền thôi. Gì hả? Ở em lãnh người ta cho. Em lãnh người thợ ta. Thợ xuyên thợ có tâm, chỉ tận tâm. Rồi ok. Chờ chút xíu để lại lấy đồ nghề. Nhanh nha, lẹ nha. Đây có đồ nghề rồi nè. Trời đồ nghề gì vậy? Đồ nghề đâu? Sao lấy đây kìa? À mình nói là chuẩn bị một miếng giấy nhám mà cái loại mà mịn nhất nha cả nhà. Mịn nhất. Đó, đi ra chỗ mua giấy nhám một tờ vậy nè, có mấy ngàn bạc à, loại mịn nhất. Thứ hai, sử dụng cây kéo. Cây kéo mà lỡ gãy cái mũi rồi, lỡ trời có cái đầu này trời, có gì chẳng xài gãy được. Rồi dục bỏ đi trời. Đấy ơi, khổ quá. Người ta cố tình ta cắt cái đầu này nè. Chi vậy? Đang ta nắm, thí dụ mà có con ốc nè. Đó, ta đưa tôi, ta dặn luôn. Ôi, trời ơi. Không biết cái gì hết trơn á. Ông nội mẹo này, nhức đầu quá. Rồi thứ ba là mình sử dụng tăm sữa găng. Đó, chắc nhại cũng có phải không, tăm sữa găng nè. Rồi ok, thì với cái điện thoại bây giờ mình sẽ sửa cái dòng iPhone trước nha. Nói chung iPhone là cái dòng cao cấp, mình phải sửa trước. Mấy máy này để sửa sau đi. Ừ, cao cấp mình chỉ dữ ra. À, đối với mà những cái dòng iPhone hoặc là mà Android vậy á, cũng như vậy. Thì mình xài một thời gian á, đó là mình ghim cái cục sạc vô nè. Đó, nó hơi bị lỏng lẻo. Đây, ghim vô nó hơi lỏng lỏng nè, thấy không? Đây, nó hơi bị lỏng lẻo. Và thứ hai là nó sạc chập chờn lúc vô lúc không là mình sẽ kiểm tra. Thứ nhất là mình sẽ coi là mình đổi cục sạc khác coi nó có vô không. Đối với đổi cục sạc khác á mà nó không vô á là bị cái máy. Đúng rồi. À thì bây giờ mình sẽ chỉ cho cả nhà mình cái cách mẹo sửa máy. Mình sẽ kiếm một cái cây tăm nha. iPhone hình như là cái nào cũng vậy hết trơn, nó đều là mình xài mình bỏ trong mùng trong nè là bụi bặm nó vô, nó nhét chơi cậu nè. Đúng rồi. À, nó vừa cái mình găm vô cái nó dính vô, rồi mình vừa găm vô cái nó dính vô, thì càng ngày càng lâu á thì nó sẽ đóng bụi trong đây một lớp cút lên. Thì trong cái lúc mà đóng lên rồi vậy thì cái đuôi sạc mình găm vô nó đâu được khít đâu nè. Nó hở ra một khúc nè. Đây, hở nè. Đó, hở một khúc. Thì nó sẽ không vô pin. Thì mình lấy cây tăm mình khửi. Đây, khửi nhẹ nhẹ nè. Đó, khửi nhẹ nhẹ ra. Coi nó có gì không. Đây, như cái điện thoại này thấy không. Đây, khửi nhẹ nhẹ. Cái bỏ vô túi này kia bối. Đó, cái nhẹ không. Đó, đây là miếng mùng. Đó, mùng mền nhầm khi là có bụi có này nọ đó. Đây, mình sẽ khửi ra hết trơn. Rồi. Đó. À, sau khi mà mình khửi ra mà xong là như vậy nè, đó thì nó sạch rồi. Thì nhầm khi mà có cái những cái trường hợp á
mà cái điện thoại mình lâu lâu nó bị ẩm á, thì mình ghim ra ghim vô là ngay cái chỗ những cái chân sạc. À, những cái chân sạc thì y gan như mấy cái chân trên này vậy nè. Đây cả nhà thấy không? Nó có mấy cái chân như nè. À, thấy không? Ở trong thì nó có như cái coi vậy đó. Nhưng mà nó là bị xét một cái nào đó là nó sạc không vô. Thì mình sẽ sử dụng cái giấy nhám, mình sẽ chỉ cho cả nhà sử dụng giấy nhám sao cho đúng cách. Đừng có sử dụng tầm bậy nha, sử dụng tầm bậy không được. Hư cái chua sạc à, sử dụng tầm bậy là hư cái chua sạc. Đây, đối với giấy nhám mà mịn nhất mình sẽ cắt ra. Mịn nhất khỏi mịn. Ừ. Cái này làm chữ là không cần ra tới tiệm nha. À, tại vì mình đó là nói chung thợ sửa điện thoại có tâm lắm. Chỉ biết mà bây giờ sửa điện thoại miễn phí rồi. Đây, mình đo ngay chỗ này nè. Đó. Mình gấp cái miếng giấy giấy nhám lại. Đây. Đó. Đây, gấp sao cho nó đều thiệt đều lại. Nó thành một miếng dài vậy nè. Ừ. Đó. Đó là hai mặt nó đều có hết. À. Đó. Rồi đây, mình sẽ đưa vô ngay nè. Đó, đưa vô rồi. Đó, mình chà. Chà nhẹ nhẹ mặt này. Đó, chà tới chà lui, chà tới chà lui đặng cho nó có tèn á là nó sẽ chóc cái hết. Đây, chà tới chà lui. Đó. Cả nhà nghe tiếng gọt gạt không? Đúng rồi. Đó là cái giấy nhám là nó cọ vô mấy cái chân sạc. À, để mà biết nó cọ hay không sao á, để chút xíu anh chỉ cho. À, là mình biết. Đó, đây. Đây mình đưa vô nè. Đó, mình chào qua chào lại, bảo đảm cả nhà làm cách này không bao giờ hư nha. Bảo đảm 100%. Đây. Đó, mình nhìn vô kỹ nè, nếu mà nhìn kỹ thì kỹ là thấy bây giờ nó vàng lại rồi. À. Đó. Đối với điện thoại iPhone cũng vậy. Và bây giờ Samsung, Samsung như thế nào thì Samsung vẫn vậy luôn. À. Bây giờ với cái trường hợp là mình đổi cục sạc khác cho cục sạc khác rồi. Đúng mà rồi. Nó không vô. Đó. Thì là mình khẳng định là hư cái máy là mình sẽ sửa cái máy. Đúng rồi. À, đây, đối với cái này cũng vậy. Thì bây giờ mình sẽ cái chấu sạc vậy nè. Chấu nào tất cả gì ha. Đây, mình sẽ khửi ra. À, cả nhà không tin bây giờ, cả nhà mình cứ là lấy một cái điện thoại mình á, mà đang sạc không vô, làm theo cách này của mình đi. Bảo đảm 100% sạc sẽ nhanh vô hơn. Rồi, sau khi mà lấy ra rồi á, thì hai mặt nè. Đây, đó, mình sẽ lấy cái nhám nè, mình chà cái mặt nè. Đây. Đó. Chà ra đặng cho nó có ten á là chóc ra hết trơn. Đó chà thấy nghe sột sẹt không? Đúng rồi. À, tại vì cái chỗ này á là không ai mà vệ sinh được, thường thường thì em lấy lửa lam, lấy kim, lấy gì á, em lễ cái là nó hư. À, tại vì cái mặt nó rất là sát, nó rất là dễ hư. Mình không phải là thợ, cái mình không biết mình. Đúng rồi, không phải là thợ thì làm theo cách của mình. Thợ đụng cái gì mình sửa cái đó. Okay. Đây, đó mình chà tới lui nè. Chà kiểu này là bảo đảm cả nhà nha, không hư nha. Nếu ai mà chà kiểu này mà bị hư á, đem lại công thức tivi thành cho bảo đảm 100%. Ừ. À, tại vì mình đã sử dụng cách này rất là nhiều rồi. Ngày xưa thì cũng có hay mà làm kiểu này là cho khách nè. Ừ. Nếu mà đối với mà thợ mà ở ngoài á, mà người ta mà mình không biết á, đem cái lại cái ta nói ừ thay chu sạc chi này, người ta lấy cái nhám ta vệ sinh cái tàn tiền. Đúng rồi. Đúng rồi, thì à, cái người của người ta phải chịu rồi. Đúng rồi, tại vì biết tại sao người ta mà lại ăn tiền mình không? Là do người ta biết được là cái chỗ hư nằm ngay chỗ nào đặng ta sửa. Người ta phải bỏ thời gian công sức người ta học chứ không phải là chỉ miễn phí như kiểu mình đâu. Đúng mình rồi. Làm miễn phí mà còn bị chữ nữa. Gánh gánh mở tiệm đi sửa dạy người lại đi. Vậy hả? À, chứ không. Bây giờ mình sẽ chỉ cho cả nhà đó. Đây là cái cách mà vệ sinh cái chua sạc. Cho dù là máy mình sạc chậm vô, máy sạc không vô, hoặc là nó bị đuôi sạc chập chờn á, thì mình vệ sinh cách này trước đi. Nếu mà không được đi, mình hay đem ra tiệm mình sửa. Đúng rồi, à, okay. Đây là đối với cái trường hợp á, là cái máy mà nó bị hư. Còn nếu mà cái cọng dây sạc á, mà bị hư á, đó thì mình thường thường mình sẽ chạy ra mua cọng dây khác thì nó đơn giản hơn, nhưng mà chỉ cho cả nhà một cái cách sửa nó rất là đơn giản luôn. Mình sửa sạc rồi sửa cái cọng dây luôn cho nó bảo đảm hơn thì mình cũng sẽ sử dụng giấy nhám luôn nha. Đây giấy nhám mình sẽ cắt, đây cắt y gan như mình hồi nãy nói vậy đó. Đây mình sẽ cắt cái hình vuông, đây cắt cái hình vuông như nè, rồi mình sẽ gấp làm hai lại cho hai mặt giấy nhám là nó có ngoài hết trơn. Rồi xong bây giờ mình sẽ gấp thêm một cái nữa đặng cho nó về sao nó được một cái góc. Đây cái góc như vậy nè cả nhà. Đó đây được một cái góc như vậy nè. Đối với dây cáp iPhone á, thường thường á là tất cả ở trên nè nó là còn những cái cọng dây mà nó truyền dữ liệu không à. Chỉ có một cái chấu một duy nhất. Đây để mình lấy cái tâm mình chỉ cho cả nhà coi. Đây trên tất cả nè, thường thường á là cái mấy cái chấu, không tin cả nhà về xài thử cục sạc cả nhà thử nó biết liền. Đây thấy nhìn nó đều phải không, nó sạch phải không. Đó thì bây giờ mình sẽ vệ sinh ra. Đây mình vệ sinh nhẹ nhẹ thôi. Đó, đây mình vệ sinh nhẹ thôi. Đó cả nhà thấy sáng lại chưa. Wow, cái chấu nhiều khi nó đóng bụi này kia cũng đúng rồi đó. Đây mặt này thấy sáng lại chưa sáng. Đó qua mặt đây nè, nhìn thấy á, là cái iPhone mà thường thường mà những cái iPhone mà sạc chậm vô hoặc không vô á, thường thường nhìn trên tất cả là cái chấu nè. À, nhìn kỹ nha cả nhà, 1, 2, 3, 4 chấu thứ 5. Ừ. Đây nó màu đen lên nè. Đúng rồi do mà cái ngay cái chỗ này nè,
là cái mà nó để truyền điện qua. Thì tất cả là điện nó sẽ truyền qua đường này, nên là trong cái điện thoại hoặc là trên cái chấu nè, nó vẫn vậy. À, trên cọng dây sạc nó vẫn vậy, là cái này nó bị đen do nó oxy quá. Thì mình sẽ lấy nhám mình chà ra. Đúng rồi. mình chà vậy á, chà đều vậy nè, thì nó vẫn chưa ra, thấy không? Đó, thì mình sẽ lợi dụng cái góc nhọn nè, cái góc nhọn nhọn của mình xếp nãy nè. Đây cả nhà thấy không? Đó, mình chà ra. Cái đó có mòn không anh, có sao không? Không, tại vì nó chỉ đóng mà mình chà ra cho nó sạch thôi. Đó, cả nhà thấy sáng lên chưa? Đó. Sáng quá. Đó, sáng lại rồi, nên bây giờ mình chà lại. Điện rồi đó. Ừ. Vậy là ăn điện rồi, tại vì mình nhìn vô, có nghĩa là mình chỉ cần là khách đem cái điện thoại lại, đem cục sạc lại là mình sẽ nhìn ra là biết là hư cái gì, để mình đón bệnh rồi mình sửa cho người ta. Ừ. Đó. Sửa có tâm quá. À. Mai mốt chị ngồi đi anh Thức ơi, bỏ ngồi uổng quá vậy. Vậy hả? Trời ơi. Có ai cần học anh Thức không? Lại nó ra thì bây giờ mình lấy kéo nè, lấy mũi kéo nè, mình khửi nhẹ nó ra. À, cho nó sáng hết trơn đây. Cả nhà thấy không? Nó sáng lên. Lấy mũi dao hoặc là mũi kéo cái gì á. Đây sáng nhẹ lên rồi mình lấy cái này mình chà ra cái nữa. Chỉ miếng giấy nhám thôi. Rồi ok, bây giờ nó đã sáng, nó chặt hết trơn nè, hai mặt hết trơn nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ đem về mình sạc. Cái điện thoại hồi nãy mình ghim nó rất là lỏng lẻo do là nó dính một cái miếng bụi trong cổng. Thì bây giờ mình ra ghim nè. Rồi. Ui. Thấy nghe cái bật lên không? Đây. Rồi đó. Nhắc lại thấy không? Đơn giản. Nó không còn đóng bụi nữa. Cái cọng dây này cũng vậy luôn. Còn đối với cọng dây này á, thì mình hồi nãy mình có sử dụng cái miếng giấy nhám nhỏ nè cả nhà. Đây. Thì mình phải thọc đúng thấy không? ở trong có hai cháu không? Đây nè, nhìn kỹ thì kỹ nha, bên đây một cái nè, bên đây một cái nè. Đó, thì mình sẽ đút cái miếng giấy nhám nhỏ hồi nãy mình vô nè. Đây mình sẽ cắt cái miếng cho nó mỏng thôi, cho nó mỏng một miếng thôi chứ không có được hai miếng, tại vì cái chui nó lỗ nhỏ. Đó, mình sẽ quay một chiều một nha. Đây đó, mình cắt ra thông minh. Đây. Đó, mình sẽ chà hai cái chấu hai bên nè, chủ yếu hai chấu hai bên là chấu sạc thôi. Đây mình lấy mình chà đút ra, chà vô chà ra nè. Đó cảm thấy nó sáng lại liền thấy không? Đây đó. Chà mà cả nhà cầm á, cả nhà chà mà thấy nó rít là được rồi đó. Ok đó. Vậy là nó sáng lại rồi đó. Bây giờ mình sẽ gâm vô sạc, là cái chui sạc á là nó sẽ khít hơn, và thứ hai là sạc nó sẽ mau vô điện. Đúng hơn rồi, tại vì cái gì mà nó tan rồi á là nó sẽ giao lâu vô điện hơn, tại vì xài lâu quá là bị oxy hóa. Đúng rồi, xài lâu nó sẽ bị oxy quá rồi nó xét cái chỗ đó làm cái điện thoại mình nó lâu vô pin. Đúng à, rồi. Đây là cái mẹo mà để sửa điện thoại mà sạc không vô pin, sạc chậm vô pin, hoặc là sạc không báo, sạc báo mà không vô pin, nói chung là những cái liên quan tới sạc. Dạ. Hoặc là bây giờ mình xài điện thoại mình nên đem lâu lâu đem ra vệ sinh ra cứu mình một lần. Bảo đảm cả nhà không bao giờ hư nha. Cái đúng này rồi. Mình dám bảo đảm, tại vì mình đã làm thợ là đâu 17 tuổi, năm nay 30 mấy tuổi rồi đó. Dạ. Cả nhà thấy cái mẹo này dễ đó, áp dụng theo mình luôn. Đúng rồi. Đây là cách mình sửa điện thoại tại nhà, mà mốt á cả nhà có những cái mẹo nào đó và có điện thoại bị gì comment ở dưới đi, mình sẽ chỉ cho cả nhà. Dạ đúng rồi. Miễn phí 100% ngay tại chỗ này.